Mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay vào chiều hôm nay mình có mặt tại dòng sông và những chiếc xà lan chở hàng qua lại trên dòng sông kênh Chợ Gạo rất là đẹp, quay cho quý anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây là chiếc xà lan rất là lớn của An Giang luôn, mặt nước 5m2 lần các bạn, rất là lớn luôn. Xà lan này chở hàng gì mà trên là đóng những hà to anh ở trên các bạn. Xà lan này rất là lớn luôn, máy bơm nước kia hầm lên rất là mạnh luôn. Đi xe xa có một chiếc xà lan chạy từ Long An này, chạy về dòng sông Dạp Kỳ Hôn các bạn. Và đây chiếc xe của An Giang nữa, ghe của An Giang nước 2m4 các bạn. Xà lan hầm này của An Giang các bạn. Xà lan hầm này mặn nước 28, lấy hàng rồi dời về Long An rồi về các tỉnh. Thank you.
Và đây có hai chiếc xà lan luôn, xà lan phía dưới nhỏ hơn, chạy vô qua xà lan phía trên. Xà lan nhỏ này chạy rất là mạnh luôn các bạn. Chạy vượt qua xà lan lớn luôn, xà lan này của Tiền Giang. Xà lan này mạng nước 26 bạn. Một chiếc xà lan mặn nước 3,6 m, xà lan này sẽ rất là chậm các bạn. Xà lan này đóng 2009 các bạn. Cái bên người sao rất là lớn luôn. Có một cái ghe nhỏ chạy rất là lẹ luôn các bạn. Ghe nhỏ nè, có cái anh này có cái ghe nhỏ đi đặt cá trên dòng sông các bạn. Đây là một chiếc xà lan của Sài Gòn chở hàng rồi từ bờ Bến Tre chạy về Long An lấy hàng các bạn, hàng chở hàng về. Một chiếc ghe sắt nhỏ chạy rất là lẹ luôn. Xe lan chở cát nè các bạn. Đây.
video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hồng Hạnh miền Tây.